Khi Thích Minh Tuệ bắt đầu hành trình lần thứ tư, các nền tảng như YouTube và TikTok đã lan truyền thông tin rộng rãi hơn bao giờ hết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, dõi theo hình ảnh một người bộ hành qua nhiều vùng đất khác nhau của đất nước. Hình ảnh đó đã tạo nên một sức hút lớn, biến ông từ một nhân vật ít được biết đến thành một hiện tượng không chỉ trên mạng xã hội. Chính vì vậy, khi Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành khất thực, mối quan tâm lớn nhất là ông sẽ đi đâu và việc tu hành sẽ diễn ra như thế nào. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau khi ngừng việc đi bộ khất thực, ông Thích Minh Tuệ đi tu ở chùa nào? 6 năm lặng lẽ hành trình theo hạnh Đầu Đà, bỗng một ngày ông Lê Anh Tú, người được biết đến nhiều hơn với pháp danh Thích Minh Tuệ, quyết định dừng hành bộ. Sau khi tự nguyện dừng hành bộ khất thực, vào sáng ngày 3 tháng 6, những tưởng như cái tên Thích Minh Tuệ sẽ hạ nhiệt. Song dư luận vẫn đặc biệt quan tâm ông đang ở đâu và tu tập thế nào. Hiện tại mọi thông tin về sư Minh Tuệ đều chỉ là đồn đoán hoặc thông qua lời kể của người khác, chứ chưa có bất kỳ ai xác nhận về tình trạng cũng như vị trí của ông. Vì vậy, mọi thông tin về sư Minh Tuệ đều chưa được kiểm chứng. Quyết định dừng bộ hành của ông Thích Minh Tuệ được đưa ra sau khi có quá nhiều người đi theo đoàn gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại nơi ông đi qua. Mặc dù trước đó Thích Minh Tuệ đã kêu gọi những người theo dõi không nên can thiệp vào hành trình tu tập của mình, yêu cầu họ không tụ tập hay quay phim, nhưng lời kêu gọi của ông dường như không được chú ý. Các video được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ thu hút sự chú ý mà còn kích động sự hiếu kỳ của người dân. Tình trạng hỗn loạn tiếp tục diễn ra với những cảnh tượng xô đẩy và chen lấn, không chỉ làm ảnh hưởng đến ông mà còn đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, thậm chí gây nguy hiểm cho chính những người đi theo ông Minh Tuệ. 10 giờ 15 phút ngày 2 tháng 6, một cô gái đi theo đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ đã bị sốc nhiệt, kiệt sức, có dấu hiệu ngã xuống đường. Nhưng rất may, có hai cán bộ chiến sĩ công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phát hiện, dìu người này vào bên lề. Ngay sau đó có một phụ nữ lớn tuổi mặc áo tràng đã cõng cô gái này rời khỏi đoàn đông người. Trước đó vào chiều ngày 1 tháng 6, hai phụ nữ ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế khi đi theo đoàn bộ hành theo ông Tuệ cũng bị sốc nhiệt do trời đang nắng gắt, bất ngờ chuyển sang mưa dông. Trước đó ngày 29 tháng 5, khi tham gia vào đoàn người bộ hành đến địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông Lương Thanh Sơn, 47 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu ngất xỉu. Ông Sơn sau đó được nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Sau đó nạn nhân đã tử vong. Bước chân lặng lẽ suốt 6 năm trở nên ồn ào, náo động và để lại nhiều điều đáng tiếc. Để rồi đến sáng ngày 3 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Lê Anh Tú, thường được gọi là Sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Ngay sau khi ngừng bộ hành khất thực, ông Thích Minh Tuệ được Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ cấp căn cước công dân. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, việc ngừng bộ hành khất thực của ông Minh Tuệ nhằm bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú
được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Các YouTuber đã tác động thế nào đến hiện tượng Thích Minh Tuệ? Sự xuất hiện của ông Thích Minh Tuệ trên nhiều kênh truyền thông đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng. Sự quan tâm này đã khuyến khích một số người bắt chước cách ăn mặc và hành khất của ông, quyết định theo dõi hành trình của ông. Việc đánh giá hành vi của những người này là khó vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng trước khi quyết định tham gia. Những người này đến từ nhiều nền tảng khác nhau, một số vì mục đích tu tập, số khác vì sự nổi tiếng trên mạng và có người vì lý do cá nhân khác. Ông Thích Minh Tuệ có vẻ là một người hiền lành và sống trong thế giới riêng, không gây hại cho ai. Nhưng cảnh tượng đoàn người dài chen chúc bên đường quốc lộ với cảnh sát và dân quân tự vệ phải tổ chức điều tiết giao thông cho thấy tình trạng này cần được thay đổi. Mặc dù nhiều người yêu mến ông Thích Minh Tuệ, nhưng dù ít hay nhiều, hiện tượng này đã gây mất an ninh trật tự xã hội và thậm chí có nguy cơ bị lợi dụng. Tất nhiên trong đó vai trò tác động của các YouTuber không nhỏ khi ngày đêm đi theo ông Minh Tuệ từng thuật hành trình bộ hành khất thực bất kể giờ giấc ngày đêm. Là người độc hành tu tập, Thích Minh Tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình, nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản họ. Chính vì vậy, sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng cũng nên được thể hiện một cách văn minh, trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối, phiền não, thị phi. Đây không phải là lần đầu Thích Minh Tuệ thực hành độc bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Nhưng tại sao lần này mới nổi lên thành hiện tượng mạng, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn? Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật giáo, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Thậm chí có những bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó. Một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã thổi phồng kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Không ít người hùa theo đám đông, chạy theo đón lõng sư thầy đi bộ, vái lạy rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy tranh chỗ đứng gần để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn, chen lấn, phản cảm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và giao thông của không ít vùng. Đặc biệt những ngày qua, không ít người sùng bái, thổi phồng, cổ súy anh hùng hóa, tô vẽ Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, từ đó lợi dụng để truyền bá những tư tưởng không đúng về tôn giáo, gây mê tín dị đoan trong nhân dân. Trong khi hiện tượng sư thầy Thích Minh Tuệ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, thì sự xuất hiện của các ni bảo của các đạo nhân quả tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Ngoài việc tụ tập nhiều người mang áo tù sĩ, các ni bảo này thậm chí còn tổ chức xuống tóc ngay bên vệ đường. Những ni bảo này nhanh chóng được các YouTuber săn đón, liên tục quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Những ni bảo này đi đến đâu, mọi hoạt động diễn biến đều được các YouTuber cập nhật đến đó. Luật pháp Việt Nam cũng bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Chính vì vậy, bất kỳ hành động lợi dụng tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để kích động chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, gieo rắc mê tín dị đoan cần phải chỉnh đốn và bị trừng trị nghiêm trước pháp luật. Chiều ngày 3 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an xã Hương Thọ làm việc với chủ một kênh YouTube để làm rõ về hành vi vi phạm. Theo đó, vào ngày 2 tháng 6, kênh YouTube 15 giây Bình Dương do ông Nguyễn Văn Tê, tên viết tắt 34 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, quản lý, đã đăng tải các video quay hình ảnh liên quan đến đoàn đi bộ với sư Minh Tuệ.
Tuy nhiên, các video này đăng tải có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân. Đơn cử vào ngày 3 tháng 6 tại kênh YouTube 15 giây Bình Dương, do ông Nguyễn Văn Tê quản lý, đã đăng tải clip với nội dung chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu cực căng. Qua phân tích của các thành viên dự buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tê đã nhận thức được việc bản thân đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, nơi sư Minh Tuệ đi qua. Một số nội dung mang hơi hướng mê tín dị đoan đã gây hoang mang dư luận, tạo sự hiếu kỳ tò mò cho người dân, dẫn đến tụ tập đông người, cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Tê gỡ bỏ video đã đăng tải trên các kênh YouTube, mạng xã hội và cam đoan không tái diễn hành vi tương tự. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định đối với ông Tê. Với hành vi nói trên, ông Tê sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy rằng các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát nội dung, đặc biệt là các video có thể gây rối trật tự công cộng. Pháp luật cũng cần được thực thi nghiêm ngặt để xử lý những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối. Điều quan trọng là phải giáo dục cộng đồng về cách tôn trọng không gian cá nhân và tinh thần tu tập của người khác. Đám đông giải tán khi ông Minh Tuệ ngừng bộ hành khất thực. Mới đây, khi ông Minh Tuệ cùng với nhóm người đi bộ khất thực bí mật rời đi vào đêm ngày 2 tháng 6, những người đi theo nhóm bao gồm cả các YouTuber và TikToker đã tự giải tán. Sự việc này được ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế, đã thông báo vào trưa ngày 3 tháng 6. Cụ thể, ông Thìn cho biết, sau khi nhóm của ông Minh Tuệ đến xã Hương Thọ vào chiều tối ngày 2 tháng 6 và nghỉ ngơi tại một khu đất ở rừng thôn Hải Cát, họ đã lặng lẽ rời đi vào khuya cùng ngày. Người dân và các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến đã rời đi sau khi phát hiện nhóm của ông Minh Tuệ không còn ở đó. Đến sáng nay, mặc dù có người từ các địa phương khác đến, nhưng khi không thấy ông Minh Tuệ và nhóm khất thực, họ cũng đã quay về, ông Thìn nói. Ông Thìn cũng nêu rõ rằng, khi ông Minh Tuệ và nhóm đến xã Hương Thọ, đã có rất nhiều người hiếu kỳ cùng các YouTuber và TikToker từ các nơi khác theo dõi. Tình trạng này từng gây ra tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A qua tỉnh Thừa Thiên Huế, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân địa phương, khiến cả xe cấp cứu cũng khó di chuyển. Một số người theo đoàn cũng đã để lại rác và gây mất vệ sinh môi trường. Ông Thích Minh Tuệ sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Thích Minh Tuệ cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Thích Minh Tuệ diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Thích Minh Tuệ và pháp tu hạnh đầu đà. Để theo tu hạnh đầu đà, ông Thích Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối, chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như mọi miền đất nước, chỉ còn 3 tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Ông Thích Minh Tuệ cho biết,
hiện đại chúng đều gọi ông là thầy, là sư Thích Minh Tuệ mỗi khi tiếp xúc và đảnh lễ. Theo như những thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì pháp hạnh Đầu Đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần. Khi Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đi qua bốn cửa thành, đã thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời. Ngài đã phát tâm, dứt bỏ tất cả để xuất gia, tâm sư học đạo với mục đích cứu khổ chúng sinh. Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ. Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích gì, đó là hành thân hoại thể, không mang lại sự giác ngộ, giải thoát nơi tâm hồn. Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo vô thượng Bồ Đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá. Đầu Đà là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ, có nghĩa là trừ bỏ phiền não. Đầu Đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được gọi là hạnh Đầu Đà, cốt là để tôi luyện thân tâm bằng cách diệt trừ lòng tham trước đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn tăng đoàn thực hành 13 hạnh Đầu Đà. Trong sinh hoạt hàng ngày, người tu tập hạnh Đầu Đà phải chấp hành 13 điều quy định như sau. 1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách. 2. Chỉ dùng 3 y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không giữ tiền bạc. 7. Sống độc cư. 8. Sống trong nghĩa địa. 9. Sống dưới gốc cây. 10. Sống ngoài trời. 11. Không ở cố định, thường du hành. 12. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. 13. Chỉ dùng bình bát. Như vậy có thể tóm tắt về 13 hạnh Đầu Đà như sau. Thứ nhất, về việc mặc, người tu hạnh Đầu Đà chỉ mặc 3 y, không nhận thêm y thứ tư. Vải lượm ở nghĩa địa, ngoài đường, đống rác, đem về chắp vá, khâu lại thành y để mặc, gọi là y phấn tạo. Không nhận y do thí chủ may sẵn, cúng dường. Thứ hai, về việc ăn, người tu hạnh Đầu Đà chỉ ăn thức ăn trong bình bát, ăn bằng cách đi khất thực. Khi khất thực phải đi tuần tự từng nhà, không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, không phân biệt thực phẩm ngon dở, ăn ngày một bữa, ngồi ăn chỉ một lần, khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại, không cất chứa hoặc để dành thức ăn qua ngày hôm sau. Thứ ba, về việc ở, người tu hạnh Đầu Đà, ở gốc cây, ở rừng, ở nghĩa địa, ở giữa trời, ở chỗ nào cũng được, miễn là an toàn, an ninh. Đặc biệt, chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người tu dẹp bỏ được bản ngã, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tức là trên là xin giáo pháp của Đức Thế Tôn để nuôi giới thân tuệ, dưới là xin bát cơm của tín thí để nuôi thân tạm bợ này, qua bát cơm đó để kích hoạt tâm từ bi và hạnh bố thí của con người. Đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng mở rộng lòng, từ đó giúp người kia gieo hạt giống lành. Chiếc áo giải thoát của người đi tu đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ. Cho đến nay, khất thực còn tồn tại ở Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Khuất sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định không cho đi khất thực nữa. Những chùa tịnh xá có thể tổ chức trong phạm vi của chùa tịnh xá để tái hiện lại công phu, hành trình pháp môn đó để nhắc nhở bản thân tu tập. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.